Nhiễm COVID-19 nên ăn gì, uống gì? COVID-19 tác động đến mỗi người theo những cách khác nhau. Hầu hết những người nhiễm virus sẽ có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình và có thể phục hồi mà không cần đến bệnh viện. Các triệu chứng thường gặp nhất: sốt, ho, mệt mỏi, mất vị giác hoặc khứu giác. Các triệu chứng thường ít gặp hơn: đau họng, đau đầu, đau nhức, tiêu chảy, da nổi mẩn đỏ ở ngón tay và tím tái. Nhiễm COVID nên uống gì? Một số thay đổi trong thói quen hàng ngày của bạn có thể giúp phục hồi tốt, bao gồm chế độ ăn giàu protein, bổ sung chất béo lành mạnh, nên ăn nhiều trái cây và rau, bổ sung vitamin C, tăng cường thực phẩm giàu kẽm, nên uống đủ lượng nước cần thiết. Nhiễm COVID nên ăn gì? Các loại gia vị như hành, tỏi, gừng, sữa và các chế phẩm từ sữa sẽ rất tốt để cơ thể phục hồi cho người mắc COVID, vì nguồn dinh dưỡng cao và đầy đủ của nó. Uống nước nhiều để bù đắp lại lượng mất nước trong cơ thể, thúc đẩy quá trình đào thải chất độc và hỗ trợ quá trình chuyển hóa giữa các chất. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.